Sau loạt phát ngôn gây chú ý, nhất cử nhất động của Lệ Quyên đều không lọt khỏi tầm mắt của cộng đồng mạng. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục có động thái thu hút sự quan tâm. Tham gia show Đạp Gió 2023, Lệ Quyên bị thị phi bủa vây khi vướng nghi vấn được ưu ái quá đà so với những thí sinh khác trong chương trình. Đỉnh điểm là khi tình trẻ Lâm Bảo Châu xuất hiện trên sân khấu hỗ trợ nữ ca sĩ biểu diễn. Khi lùm xùm cũ còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì nữ hoàng phong trà lần nữa gây xôn xao khi đăng tải tâm thư đầy ẩn ý, ám chỉ đang có cá nhân nào đó ham hố, thèm khát vinh quang. Hậu bài đăng làm giấy drama, tối 25 tháng 12, Lệ Quyên bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, nữ ca sĩ hé lộ diện mạo hiện tại thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong ảnh, giọng ca "Nếu em được lựa chọn" khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên khi quyết định thay đổi kiểu tóc, thay vì để thẳng như trước thì nay đã uốn xoăn hơn. Người yêu của Lâm Bảo Châu cũng gây chú ý bởi thần thái tươi tắn, tràn đầy năng lượng sau loạt ồn ào vừa qua. Trước đó, dòng trạng thái đầy ẩn ý của Lệ Quyên đã làm các diễn đàn dậy sóng, netizen liên tục suy đoán danh tính của người mà nữ ca sĩ đang mỉa mai. Tuy nhiên đến nay, nhân vật khiến cô phải vạch trần trên mạng xã hội vẫn chưa được hé lộ. Khép lại tất cả, ngay cả trong lúc sóng gió nhất của cuộc đời, Quyên cũng chưa cho ai thấy Quyên khóc, nhưng mọi người sẽ thấy Quyên khóc như một đứa trẻ bởi niềm tin vụn nát trong lòng Quyên ở cuộc chơi này. Thôi, Quyên lỡ ở đây rồi, cứ lợi dụng đi. Tàn khốc quá, điều Quyên không hình dung ra được, giá như không có điều này thì cuộc vui thật sự trọn vẹn lắm, Quyên đã hết mình rồi, thế là đủ, đúng không? Nữ hoàng phong trà viết trên trang cá nhân. Lần đầu được chung đội ở show Đạp Gió 2023, Lệ Quyên và Trang Pháp dính như sam, bằng chứng là từ phòng tập luyện, hoạt động chơi trò chơi đến khi cả hai ngồi chờ nhận kết quả, cả hai cũng luôn sát cánh cùng nhau. Trên sóng truyền hình, Trang Pháp còn nhiều lần chủ động ôm, tựa đầu vào vai Lệ Quyên, chứng minh mối quan hệ chị em thân thiết. Đáp lại, nữ hoàng phong trà cũng vui vẻ tương tác, đứng cạnh đàn em mỗi khi chụp ảnh nhóm. Khi được hỏi về việc từng được đánh giá điểm số ngang với các chị đại như Lệ Quyên, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trang Pháp từng chia sẻ, tôi còn ngỡ đọc nhầm điểm, không có trong một giấc mơ nào, tôi nghĩ sẽ đạt điểm gần bằng các chị chứ đừng nói đến bằng các chị đại. Đương nhiên, điểm số chỉ là một phần không đánh giá cái gì đó cụ thể về chuyên môn cả. Tôi nghĩ nó là cái nhìn tổng thể về tiết mục của tôi ngay thời điểm ở trong chương trình này thôi. Tôi sẽ coi đó là lời động viên và vinh dự, chứ không phải thang điểm cho bất kỳ điều gì cả. Tôi hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với các chị đại, những người mình xem trên TV từ lúc bé xíu. Tuy nhiên, khi nhận thử thách cử một thành viên thi đối kháng với các đội khác, Lệ Quyên lại cho rằng Emily phù hợp hơn Trang Pháp. Cụ thể, nữ ca sĩ nói, tôi nghĩ không một sự lựa chọn nào đúng đắn hơn là Emily. Mặc dù Trang Pháp cũng là một người nhảy khá giỏi và vũ đạo tốt, nhưng nếu so sánh với Emily thì Emily vẫn nhỉnh hơn. Đáng nói là ít giờ trước, mạng xã hội bất ngờ rộ tin đồn Lệ Quyên, Trang Pháp bất hòa khiến dân tình xôn xao. Theo đó, netizen phát hiện trong bài đăng mới nhất của giọng ca Chocolate tag tên đủ các chị đẹp chung đội ở thử thách vừa qua nhưng lại không có Lệ Quyên. Chưa dừng lại, khi Trang Pháp khoe ảnh hậu trường bên cạnh Hồng Nhung, Emily, Huyền Baby thì nữ hoàng phong trà lần nữa vắng mặt. Cũng từ đây, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ cả hai đã xảy ra bất hòa trong quá trình làm việc chung tại show Đạp Gió.